Bây giờ chúng ta sẽ bước vào trận đấu thứ tư của buổi sáng ngày hôm nay. Và trước mắt chúng ta là hai đội bóng, đó là hai đội tuyển FC Bắp và đội tuyển Tân Hợp. Và trận đấu bắt đầu. Đó là trận đấu thứ nhất. Nên nói anh để nói mình được có nhục thế. Của đây được đánh ra được. Rồi cuốn này đi bóp tải rồi. Bỏ bóng đầy tinh tế. Bóng anh ạ. Đấy thôi. Anh điểm đổi về cho FC Bắp 1-0. Bỏ bóng tốt của đội tuyển Tân Hợp. Điểm số lại cân bằng 1-1. Mỹ cũng đại nha. Lính nghiệp sẽ cả. Lính nghiệp sẽ Huỳnh Tân Kỳ. Giờ đi thấy đâu lại đẩy nó. Thằng ấy chính anh Trân bảo vệ. Một pha đánh bóng bắt tay chắn của Thái Nguyên. Đánh cuốn đội điểm về cho FC Bắp 2-1. Rồi mình cứ thức. Thằng số 3. Thằng áo số 3. Đánh đội điểm Tân Hợp 2-2. Đánh bóng bắt tay chắn ra ngoài. Đội điểm về cho Tân Hợp 2-2. Quá mau. Đúng tiếng. Vì cái hay này. Thì phải gò rồi tính tập với chị. Đánh bóng tốt. Đội điểm FC Bắc. Pha tấn công rất hay của FC Bắc. Điểm đổi về cho FC Bắc 30-32. FC Bắp thì trong trang phục áo màu cam thì có Thái Nguyên và Văn Phúc, Phúc Quân Cuông. Điểm FC Bắp 4-2. Vì điểm đổi về cho FC Bắp 4-2. Bỏ bóng tốt, điểm 5-2. Cái nốt nước miếng ở bên tâm lý đó. Điểm đổi về cho FC Bắc 5-2. Này, đây, Duyên đây. Một pha rồi bom của Thái Nguyên. Điểm đổi về cho FC Bắc 6-2. Xe cho là gì? Mỹ đánh là Nguyên. Đội ngũ của ông Mô Tân Hợp đánh bóng chưa qua lưới. Điểm FC Bắc 7-2. Điểm đổi về cho FC Bắc 7-2. FC Bắc phạt bóng chưa qua lưới. Điểm đổi về cho Tân Hợp 3-7. Thật ra đôi đề ngủ lẽ rồi. Ra mổ. Ra đề gì? Đấy một pha đào diện của Thái Nguyên. Điểm đổi về cho FC Bắc 8-3. Rồi nhạc bắt đầu lên rồi. Tổng 1. Căn như anh. Phạt bóng. Xe tao bỏ đâu nữa. Cả bàn đi nè. Tâm Hải đang mới quản lên tờ. Mà dân nắm bát anh á. Nắm mất phở đó. Yeah, đúng được rồi. Xin lỗi. Bộ tài gì đó. Quân đi tinh hơn. MC Bắc đánh bóng chưa qua lưới. Điểm đổi về cho Tân Hợp 5-8. Đội điểm FC Bắc 9-5. Điểm đổi về cho FC Bắc 9-5. Chán thì cứ đi quá mà để cứ mà tập trung ấy.
giờ 12. Đội điểm tích hợp 6, 9. Một con mà quên, một con mà bảy đứa lấy ngôi đi bằng. Anh Tuấn đây, anh đúng mà ném tôi nó tập trung. Quay bên nó anh ấy, quay đi. Gì? Tưởng ai trời. Nó giống ngày 29 nó cõi hơi về, anh giống chi đó. Đánh bóng trước. Tưởng ai huyên huyên hoang. Ủa? Trong sạc cái sớn vừa mày khói lên. Con huyên gì? Chưa? Chưa? Nguy mới lấy vợ chứ huyên chưa? Còn yêu rồi, ngoan nồi rồi. Điều vị thấy thầy. Một pha đánh bóng bạt tay chắn ra ngoài của Thái Nguyên. Điểm đổi về cho FC Bắc 18. Bắp là ngố nha các bạn. Rất hay, một pha đánh chấp trên lưới rất hay. Điểm 11 8. Điểm đổi về cho FC Bắc 11 8. Phòng thủ bằng chân rất hay. Pha xử lý đầy kinh nghiệm của FC Bắc. Điểm đổi về cho FC Bắc 12-8. Pha bóng tấn công rất may nhưng đáng tiếc bóng đã ra ngoài. Điểm đổi về cho Tân Hợp 9-12. Đánh bóng bạt tay chắn rất hay của Thái Nguyên. Điểm đổi về cho FC Bắc 13-9. Nhảy bá quả liên tục, bênh luôn, nhảy bá quả liên tục luôn. Thở rồi. Phạt bóng ăn điểm trực tiếp của FC Bắc. Điểm đổi về cho FC Bắc 14-9. Bóng đánh được cáo chứ mà. Một pha tấn công rất hay của Tân Hợp. Điểm đổi về cho Tân Hợp 10-14. Tân Hợp có một cầu thủ rất cao. Vậy là kết thúc trận đấu thứ nhất của trận đấu thứ tư. Thì FC Bắc giành chiến thắng với điểm số 15-10. Chúng ta sẽ bước vào trận đấu thứ hai. Chắn bóng tốt, điểm tích hợp. Tiếp tục trận đấu thứ hai giữa đội tuyển Tân Hợp và FC Bắc. Vỗ tí. Ủa em dịu cản hết. Rất đấy. Nào được đến mấy tỷ một tặng mẹ. Xin mấy. Phải ảnh muốn phải đó. Phòng thủ rất hay của đội tuyển Tân Hợp. Điểm đổi về cho FC Bắc 1-0. Bơ đánh đến Tân Hợp mới hỏi đấy. Con đã con đây. Đội điểm Tân Hợp. Phòng thủ không thành công. Đội điểm cho Tân Hợp 2-1. Đang đưa hợp ga vào rồi. Còn khác chứ không bắt được vùng 1 vào rồi. Chẳng tuy cho đôi mốt. Gặp đôi người Thái. Và tấn công rất mạnh, đầy ý lực của FC Bắc. Điểm đổi về cho FC Bắc 2-2. Không đánh trưởng ấy, đánh cho nó tân luôn. Đánh cho đủ tân luôn. Mấy cho thẳng lên luôn. Một pha tấn công rất hay của Tân Hợp. Điểm đổi về cho Tân Hợp 3-2. Dũng tàu á, một thì chúng tôi mới cũng phản mà tất nhiên. Tất nhiên vừa đi nơ. Cái đó. Đâu xuống nhớ. Tắt hướng. Đâu xuống đi nghe thôi. Lên ưng đi. Chắn bóng ra ngoài của Tân Hợp, điểm đổi về cho FC Bắc. Đổi điểm
ba đều. Ba đều. Tất hợp bỏ bóng tốt, đội điểm 4, 3. Bằng lồng nhiệt giao không đấy? Đánh bóng tốt, đội điểm FC Bắc 4 đều. Điểm số lại cân bằng về 4 đều. Giải lại thành 3 lần nó mình đi. Giờ giao được thủ trọng lên rồi. Bỏ bóng tốt của Tân Hợp. Điểm đổi cho Tân Hợp 5-4. Bên nhặt quá. Lọt nhánh lên. Tốt. Một pha đánh bóng rất hay của Văn Phúc. Điểm đổi về cho FC Bắp 5 đều. Điểm 6, 5. Đánh bóng tốt của FC Bắc. Điểm đổi về cho FC Bắc 6-5. Đánh bóng không quân lưới. Điểm 7-5. Hợp ga đánh bóng chưa có lưới. Điểm đổi về cho FC Bắc 7-5. Thái Nguyên. Một pha gõ bóng đầy uy lực của Thái Nguyên. Mình gõ trong cái bậc này nên vào cáo hiểu không? Ừ. Điểm đổi về cho FC Bắc 8-5. Gõ trong cái bậc này vào cáo. Gãy bước 1 của đội tuyển Tân Hợp. Điểm đổi về cho FC Bắc 9-5. Không có chắn. Điểm đổi về cho Tân Hợp 6-9. Một nhịp lớn. Tiếp tục là Thái Nguyên. Một cây ghi điểm bên FC Bắc 16. Phát bóng giật lưới ăn điểm trực tiếp của FC Bắc. Điểm đổi về cho FC Bắc 11-6. AD đang xả rạc nhá. Tiếp tục là đội tuyển Tân Hợp. Chủ công Hợp Gà đánh bóng chưa qua lưới. Điểm đổi về cho FC Bắc 12-6. Đánh bóng tốt, đổi điểm Tân Hợp. Đánh bóng tốt của Tân Hợp. Điểm đổi về cho Tân Hợp 7-12. Điểm đánh xá tím rồi. Xá mơ. Dạ tím rồi rồi. Hả? Cái gái bài đấy, lưỡi kịch nó mới đi đổi điểm FC Bắc 13-7. Phát bóng chưa qua lưới. Điểm đổi về cho FC Bắc 13-7. Lỗi bốc 1 của Tân Hợp 14-7. Ăn luôn. Lần này thì FC Bắc phát bóng chưa qua lưới. Điểm đổi về cho Tân Hợp 8-14. Tân Hợp phát bóng ra ngoài. Thì kết thúc xét đấu thứ 2. Kết thúc 2 hiệp đầu, FC Bắc thắng Tân Hợp với FC Bắc giành chiến thắng chung cuộc với 2 điểm số. 12 đội.
Tại như này như việc hiện tại.